số 8, thứ mà chỉ cần nghe thế thôi là chúng ta liên tưởng đến tội phạm và những người chịu cưỡng chế từ cơ quan điều tra. Thế nhưng mà khi còng tay số 8 được còng lên tay những người mà chưa có bản án chính thức thì sao? Đây là điều mà khiến dư luận tranh cãi rất nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với khách mời của chương trình, luật sư Trần Tuấn Anh, trưởng văn phòng luật Minh Bạch. Dạ vâng, chào ông. Thưa ông, theo đúng quy định thì còng tay số 8 được sử dụng cho tội phạm. Thế nhưng mà hình ảnh mà bị can, bị cáo, bị còng tay thì rất là nhiều. Ông đánh giá như thế nào dưới góc độ pháp luật ạ? Cái việc mà còng tay đối với những bị can, bị cáo khi mà bị tạm giam ấy, thì đây là quy định bắt buộc. Tất nhiên là ở Việt Nam hay là ở các nước trên thế giới thì đều có cái quy định hết sức tiến bộ. Đấy là gì? Không ai bị coi là tội phạm khi mà chưa có bản án hoặc quyết định có hiệu lực của tòa án kết tội người đấy. Thế thì tuy nhiên thì trong cái quá trình điều tra, truy tố và xét xử nhằm đảm bảo cho việc điều tra, truy tố và xét xử được diễn ra một cách nhanh chóng, bình thường, an toàn thì cái việc mà quy định về còng tay và xích chân đối với bị can, bị cáo thì đã được Bộ Công an ban hành trong cái quyết định 810 năm 2006 và đến nay thì cái quyết định này vẫn có hiệu lực pháp luật. Quy định rằng là khi đưa bị cáo trên đường áp giải bị cáo đi đến nơi xét xử thì việc còng tay và xích chân đối với bị cáo là bắt buộc. Còng tay thì sẽ được áp dụng trong tất cả các trường hợp bị can, bị cáo đang bị tạm giam. Còn xích chân thì sẽ áp dụng với những bị cáo mà phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc những bị cáo mà có tính chất hung hăng và có thể dẫn đến cái nguy cơ bỏ trốn. Vậy thì có nhất định là phải còng tay trong mọi trường hợp không ạ? Theo tôi đánh giá là về góc độ an toàn trên cả một cái cung đường di chuyển của bị cáo từ trại tạm giam đến nơi xét xử, có rất nhiều trường hợp là di chuyển rất xa thì cái việc còng tay là cần thiết. Và quan trọng nhất là gì? Nó đã được thể chế bằng quy định của pháp luật theo cái quy định đấy tại quyết định 810 năm 2006 của Bộ Công an. Và việc này thì các chiến sĩ công an là bắt buộc phải thực hiện. Trong trường hợp mà vì lý do gì đấy mà các chiến sĩ này không thực hiện việc còng tay hoặc là xích chân theo quy định thì có thể bị biện pháp kỷ luật hoặc thậm chí là còn nhiều biện pháp xử lý đối với những cái hành vi vi phạm này. Và đây được coi là nếu trong trường hợp mà không sử dụng việc còng tay hay là xích chân theo quy định thì có thể còn xem là vi phạm cái điều lệnh công tác. Dạ vâng thưa ông, thế nhưng mà hình ảnh này thì nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều cũng như là tranh luận của dư luận. Vậy thì điều này có ảnh hưởng đến dư luận hay không ạ? Không phải dư luận đâu, ngay chúng tôi là luật sư cũng vậy. Chúng tôi rất mong muốn là dù bị cáo phạm tội gì thì trước khi có bản án hay quyết định có hiệu lực của tòa án thì bị cáo vẫn đang là con người, mặc dù có thể bị hạn chế một số quyền công dân. Và chúng tôi rất mong muốn là cái việc mà còng tay hay là xích chân bị cáo chỉ áp dụng trong những trường hợp thực sự cần thiết, ví dụ đối với những cái tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, những cái tội phạm mà xâm phạm đến tính mạng sức khỏe hoặc là trong quá trình giam giữ thì bị cáo có dấu hiệu của việc bỏ trốn thì chúng ta sẽ áp dụng biện pháp đấy. Thế tuy nhiên ở đây như tôi đã trình bày là nó là quy định pháp luật rồi và đang có hiệu lực pháp luật thì chúng ta cần phải tuân thủ, cần phải thực hiện. Có cái nguyên tắc về việc suy đoán vô tội thì là nguyên tắc chung trên tinh thần quy định pháp luật. Chính vì vậy khi mà đưa bị cáo vào khu vực xét xử, nếu có được ý kiến của hội đồng xét xử, của chủ tọa phiên tòa thì các bị cáo sẽ được tháo còng tay và tháo cái xích chân để làm sao thể hiện cái tính chất dân chủ trong một phiên tòa và để áp dụng triệt để cái quy định về suy đoán vô tội theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của Việt Nam. Tuy nhiên là trong thực tế hành nghề của mình, nhiều khi chúng tôi rất buồn ở cái là có những tội phạm chỉ là tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng thôi, không có dấu hiệu của việc bỏ trốn. Thế tuy nhiên khi bắt đầu bước vào xét xử thì chúng tôi đề nghị hội đồng xét xử là mở còng tay, mở xích chân đối với bị cáo nhưng đã không được đáp ứng. Và điều này thể hiện rằng là cái nguyên tắc suy đoán vô tội, cái việc mà vận dụng quy định của pháp luật trong mỗi phiên tòa đối với mỗi thẩm phán thì nó lại khác nhau. Và điều đấy cũng tạo nên những cái dư luận nhìn hết sức phản cảm.
Cái việc mà tố tụng Việt Nam đã bỏ đi cái mặc áo sọc đen trắng trong thời gian cải tạo và quy định về việc mở còng tay, xích chân đối với bị cáo và tối thượng, đấy là cái nguyên tắc suy đoán vô tội, được áp dụng hầu hết trong các trường hợp thì đã là một cái sự tiến bộ rất lớn trong cái quy định về tố tụng tại Việt Nam. Thế tuy nhiên ở đâu đấy, ở những phiên tòa nào nào đó vẫn còn có những người mà không thấm nhuần hết được cái tư tưởng này, dẫn đến làm có thể gây ra cái sự ức chế, có thể gây ra một cái tâm lý tự ti đối với bị can bị cáo trong mỗi phiên tòa. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ. Quý vị và các bạn thân mến, tuần vừa qua có những thông tin gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức trong câu chuyện cuối tuần của chúng tôi. Quý vị thân mến, thưởng Tết, đây có lẽ là khoản tiền mà tất cả mọi người đều mong chờ mỗi dịp Tết đến xuân về để sắm sửa đón Tết. Thông thường thì chúng ta sẽ được nhận những khoản thưởng Tết này vào cuối năm hay còn gọi là lương tháng thứ 13. Thế nhưng mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất thưởng Tết kiểu mới. Thưởng Tết kiểu mới là thay vì dồn vào cuối năm thì tiền thưởng Tết sẽ chi theo kỳ, theo quý. Một số doanh nghiệp còn áp dụng chính sách nếu người lao động có thành tích đặc biệt thì thưởng ngay mà không phải chờ đến cuối năm. Theo khảo sát của công nhân công đoàn về việc thưởng mới, nhiều doanh nghiệp thưởng theo quý hoặc dàn đều trong năm. Việc làm này được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ vì vừa giảm được áp lực cho doanh nghiệp mà công nhân lại có thể kiểm soát được nguồn kinh tế của mình. Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa tiến hành kỳ họp lần thứ 19 để xem xét kỷ luật 3 cán bộ về việc sai phạm trong chỉ định thầu, cùng với đó là bố trí xe do doanh nghiệp tặng cho lãnh đạo Thành ủy. Theo đó, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng xem xét thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đoàn Xuân Hiếu, Ủy viên Đảng Đoàn Hội đồng Nhân dân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Hội đồng Nhân dân, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Đoàn Xuân Hiếu đã có vi phạm khuyết điểm trong việc tham mưu đề xuất thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với công trình hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố vi phạm luật đấu thầu năm 2013. Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Võ Văn Phụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã có khuyết điểm trong việc tham mưu đề xuất thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với 3 dự án công trình trụ sở làm việc tại các cơ quan đảng vi phạm luật đấu thầu năm 2013. Thưa quý vị và các bạn, 60.000 đơn vị máu, đây là lượng máu mà Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ước tính cần thiết cho việc sử dụng chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018. Điều đáng vui mừng ở đây là ngay khi thông báo về việc khan hiếm nhóm máu O được phát đi, thì Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng và xã hội. Sau hơn một tuần kể từ khi phát đi thông tin báo động về khan hiếm nhóm máu O đến nay, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã nhận được sự quan tâm của người dân, cộng đồng và xã hội. Hiện tại, việc cung cấp máu cho điều trị đang dần được cải thiện. Từ chỗ nhóm máu O chỉ chiếm 18,7% trong tổng số máu dự trữ tại viện, đến ngày 12 tháng 1 đã tăng lên 32,6%. Lượng máu dự trữ trong kho hiện tại là 10.699 đơn vị máu, trong đó có nhóm máu O là 3.487 đơn vị. Riêng điểm hiến máu tại viện mỗi ngày đón tiếp khoảng 300 người hiến máu, thậm chí có ngày cao điểm lên tới 600 người. Trước đây ở điểm này chỉ có khoảng 40 người đến hiến máu mỗi ngày. Mặc dù lượng máu trong ngân hàng còn trên 10.000 đơn vị máu, nhưng mỗi ngày bình quân viện cấp phát khoảng 1.000 đến 1.500 đơn vị máu cho trên 150 bệnh viện khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, trong khi cấp cứu và điều trị cho người bệnh đang rất cần trong thời điểm này. Có thể nói sự quan tâm của cộng đồng đối với các vấn đề xã hội đang ngày một tăng lên. Đây là điều đáng mừng bởi vì chúng ta đều cần có sự quan tâm, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống. Và chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn sẽ cho đi và nhận lại những yêu thương, sự quan tâm từ những người xung quanh. Thời lượng của câu chuyện cuối tuần đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.